Xin chào bạn đã trở lại với Ria Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tài khoản của một bạn còn rất ít tuổi thôi. Tuy nhiên thì bạn này đã có một cái sự đầu tư vào trong game Anna Free Fire là rất nhiều rồi. Và đây cũng sẽ là cái tài khoản đầu tiên ở OB22 mà mình sẽ review. Và đây là tài khoản của anh chàng 19 Nam Kaizu. Tức là Nam... tên hơi bậy anh em ạ. Vâng, tên hơi bậy tí. Và anh chàng này thì theo mình biết là sinh năm 2005. Tức là năm nay thì anh chàng này mới 15 tuổi thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì tiền đầu tư vào trong Anna Free Fire cũng là khá nhiều rồi. Và anh chàng Nam Kaizu này thì là một người rất đặc biệt khi mà là người đầu tiên trúng được cái iPhone X ở trong một cái sự kiện của Anna Free Fire vào năm ngoái. Và thực sự thì khi mà các bạn biết là cái chuyện mà để chúng ta có thể trúng thưởng được một cái điều gì đó, nó là một cái rất là khó luôn. Và tôi, cá nhân tôi từ bé đến lớn rồi cũng phải chơi tầm 100 lần những cái bốc thăm trúng thưởng rồi mà tôi chả trúng được mấy anh em ạ. Toàn trúng là những cái vớ va vẩn thôi. Ông này chơi game mấy triệu người chơi và game mấy triệu người chơi mà ông này trúng được quả iPhone X thì tôi phải nói với anh em nó quá ghê luôn. Vâng, quá ghê đội bán dê. Anh chàng này thì cũng có một cái hồ sơ khá là ngon. Và riêng cái iPhone X mà cái năm ngoái ấy, năm kia mà anh chàng này trúng ấy, thì cái iPhone X lúc đó nó phải rơi khoảng tầm hai mấy củ tiền hoa quả anh em ạ. Vâng, rơi tầm hai mấy triệu và quá kinh luôn. Vâng, chơi chắc là bạn ấy trúng được cái iPhone X chắc là rất là sung sướng. Và với cái tuổi của bạn ấy, tôi nhớ chính xác anh chàng này là anh chàng nào, tại vì hồi đó ấy thì có một anh chàng mà trúng iPhone X sau đó thì phải có bố đến đưa đến để nhận hộ. Tức là bởi vì là khi mà bạn chưa đủ 18 tuổi ấy, thì bạn sẽ cần một cái người gọi là giám hộ, một cái người gọi là chịu trách nhiệm cho bạn đến để nhận cái iPhone X này. Và tôi nhớ là ngày đó thì cái bạn mà còn ít tuổi này, cái anh chàng này, lúc đó anh chàng 13 tuổi thôi, thì khi mà anh ta trúng được cái iPhone X ấy, thì là bố anh chàng này còn không tin là con mình trúng iPhone X, là cả hai bố con là cùng nhau đi đến văn phòng Gaina để nhận iPhone X. Vâng, quá ghê. Và có lẽ từ thời điểm đó thì anh chàng này cũng đã gắn bó với Anna Free Fire. Chúng ta thấy là lượng đồ nữ của anh chàng này rất nhiều. Chúng ta cũng đã vừa lướt qua những cái nhân vật thì chúng ta cũng thấy nhân vật cũng có gần như đầy đủ nhân vật luôn. Chỉ thiếu đó là Wolfra cũng như là con nhân vật Notora mà thôi. Và cái anh chàng này có vẻ nằm vào trong game khá nhiều. Đấy, chúng ta thấy là có bộ Lily. Và anh chàng này có vẻ thích chơi nhân vật Kelly, bởi vì là tôi thấy rất nhiều bạn nhỏ thích chơi Kelly, bởi vì có lẽ là Kelly thì nó, cái hình tượng nhân vật Kelly nó gần giống với cả các bạn học sinh. Và đây là mũ thỏ du kích này, tóc cơ động dằn di. Và chúng ta thấy ở phía trên có khá nhiều loại tóc. Anh chàng này có chơi ở vòng que mà kim cương, cũng như là có chơi một chút trưởng chế tác. Đây là bộ mũ cô gái tha thu. Và bây giờ thì nhân vật nữ thì mọi người sẽ khá thích sử dụng, tại vì là bây giờ nhân vật nữ của chúng ta thì đã có thể lắp được kỹ năng Alok rồi. Đây là mũ nữ tướng. Cái bộ nữ tướng này thì các bạn phải đổi ở trong cái shop quy đổi và nó mới cập nhật ngày hôm nay nhá. Đây là mũ này và đề đồ long mặt nạ này. Đây là nữ thần hoàng kim, một trong bộ đồ trong sở chế tác rất đẹp và nó cũng rất là đắt thời điểm mà nó ra mắt. Đây là mũ mặt nạ diều hâu bạc. Rồi chúng ta có mình, đây là bộ nữ cường hóa, một bộ đồ cũng tương đối đẹp. Mật vụ ninja đến từ cái thẻ vô cực của mùa trước, còn đây là thẻ vô cực mùa này. Mũ tư tế cáo, tôi không biết tại sao bộ này gì cả bộ tư tế hay là bộ pháp sư nữa, tại vì tôi, cá nhân tôi không thấy nó giống pháp sư cho lắm. Đây là cái mặt nạ phù thủy này. Rồi cái gì đây, vâng, có bạn tên là Moonet S vừa mời vào chơi. Chúng ta có cái con mắt Horus. Tôi thề đây là một trong cái một cái mặt nạ mà trông nó kỳ quái nhất từ trước đến nay. Đây là bộ bóng ma thiên hà. Cái bộ bóng ma này là một trong bộ trông nó rất là đẹp, thời đấy nó ra nó cũng khá là hot và bây giờ nhiều anh em đang muốn mang bộ trở lại. Đây là mũ thỏ kháng chiến và mũ này có quả kính hình ngôi sao trông khá hài hước luôn. Còn đây là cái mũ tiểu tiên. Cái mũ này thì cái mặt nạ này bây giờ rất nhiều anh em đang muốn nó mang trở lại trong Anna Free Fire. Lý do thì tôi không biết tại sao anh em lại thích cái đầu sừng đấy như vậy, nhưng mà bây giờ có vẻ như là phong trào, bây giờ tôi thấy là rất nhiều người đang kiểu theo phong trào, tức là cứ đòi kêu Gaira mang trở lại mai kia đi, nhưng không biết là có mua thật hay không. Chúng ta có mình đây là hào quang tím, rồi áo phóng xạ này, rồi cái gì đây, và áo sơ mi casino. Nhiều anh em đang kêu gào là cho bộ casino này nó che được giáp, nhưng mà hiện tại trong game Anna Free Fire thì cái bộ này nó đang chưa che giáp anh em ạ. Đây là áo gái ngổ ngáo, mình cái bộ này hồi trước là chúng ta phải cày miễn cày ra trong một cái sự kiện miễn phí. Nói chung là cái sự kiện đó cũng khá ngon, nó cũng khá dễ để làm. Đợt vừa rồi thì bên Anna có phát lại cái bộ đấy, nhưng mà chỉ phát lại mỗi cái giày thôi, và cái tôi nghĩ cái giày là cái đặc biệt nhất ở cái bộ đấy rồi. Đây là áo huyền thoại mùa 10 và mùa 11, khá ngon lành cành đào, áo huyết quỷ.
Và bây giờ tôi mới để ý là cái áo huyết quỷ nó có một điều rất là đặc biệt. Nếu anh em mà nhìn thẳng vào cái nhân vật của chúng ta thì chúng ta cũng thấy một cái điều rất đặc biệt nhá, tức là hai con mắt của nó sẽ gọi là liếc qua liếc lại đấy, khi mà tôi vừa làm cái hành động vừa rồi. Đây là áo nữ tướng, áo này trông rất ngầu luôn. Thường thì những cái đồ ở trong Ghana Fifi nó sẽ ngầu khi mà nó đi kèm theo một cái áo choàng, và thường áo choàng này nó sẽ có khả năng che ba lô. Nên anh em nào mà không thích show ba lô của mình thì có thể kích hoạt cái tính năng đó là cho nó che đi cái ba lô. Đây là bộ tình yêu màu hồng, cái quần tình yêu màu hồng này là một cái quần trông nó khá hay. Nếu anh em nhìn kỹ anh em sẽ thấy luôn là nó sẽ có rất là nhiều những cái hay ho đến từ cái quần này. Đây là thuần thợ săn hoang dã, rồi quần diều hâu bạc. Nói chung thì anh chàng này có vẻ như đồ nữ không nhiều lắm, và tôi nghĩ là đồ nam thì sẽ nhiều hơn. Không biết là anh chàng này đã nạp vào trong game bao nhiêu rồi, nhưng mà với số lượng vàng mà anh chàng này đang có là 212.000 thì tôi nghĩ là anh chàng này cũng đầu tư trong game khá nhiều. Bởi vì là bạn chỉ có thể có nhiều vàng nếu như là bạn tham gia vào trong cái vòng quay chế tác, bởi vì khi mà bạn quay vòng quay chế tác thì xác suất bạn ra vàng là rất là nhiều, và đó là cách để các bạn cầy vàng nhanh nhất có thể. Anh chàng này có một cái quần bóng đá, và một cái quần bóng đá đấy là mua từ hồi 2018 rồi, từ hồi OB8, cái sự kiện mà bắn FIFA giữa giờ bóng lăn. Đấy cũng là một trong những phiên bản mà có cái tên nó khá thú vị. Sau này thì các cái tên ở những phiên bản về sau như kiểu là chùm solo hay là cái gì đấy thì nghe nó không thú vị bằng. Còn ví dụ như mùa này tên của cái mùa giải này của chúng ta, mùa OB22 này là thanh trừng, thì nghe có vẻ là thanh trừng hách đúng không anh em? Đây là cái dây tiểu tiên, thì đây cũng là cái dây duy nhất mà biến nhân vật của chúng ta từ người thành thú luôn. Đây là áo liền quần, và những cái bộ áo liền quần anh chàng này thì có khá nhiều, có nó mình mấy bộ khủng long luôn, khủng long bò sữa, khủng long thường, khủng long Godzilla, rồi khủng long hổ văn, rồi có nó mình bộ gấu Bắc Cực, rồi thì có nó mình đây là phù thủy băng giá này. Đấy, cái này ngày xưa mà phải lấy ở trong sửa chế tác, không hề đơn giản đâu. Và có vẻ như anh chàng này rất thích mặc những cái bộ đồ áo liền quần, khi mà chúng ta thấy là khá nhiều. Cái bộ đồ gấu trúc thì bây giờ nó cũng không bán lại ở trong Ghana Fifi nữa, và nó là cái bộ đồ đến từ những cái vòng quay bắn kim cương đầu tiên. Ok, chúng ta thấy có khá nhiều các loại hộp khác nhau, và như vậy là anh chàng này cũng có khá nhiều skin súng, không phải ít đâu. Với một người chơi 15 tuổi mà có một cái tài khoản nó ngon lành như thế này thì tôi nghĩ là nó không phải điều đơn giản. Không biết là bạn này thì tự kiếm tiền để nạp hay là được bố mẹ cho tiền nạp. Có mình hai cái hộp ma thuật chưa biết để làm gì, vào 10 đá. Chúng ta hãy cùng chuyển qua nhân vật nam. Tôi nghĩ là đồ nhân vật nam thì sẽ xịn hơn. Anh chàng này vẫn đang chưa thức tỉnh của Kelly, khi mà cái nhiệm vụ đầu tiên thì vẫn đang chưa hoàn thành được. Ok, chúng ta hãy cùng chuyển qua một nhân vật khác. Đã đi với Kelly, chúng ta hãy cùng đi với nhân vật Maxim. Maxim như vậy là đồ nam của anh ta có khá nhiều. Có mình bộ lá khách tím, cũng như là thích khách kim long luôn. Đây là cái bộ hào quang xanh cũng có luôn này. Rồi đây là mặt nạ ác ma tình yêu, và cái mũ ác ma tình yêu ở trong cái vòng quay may mắn đợt Valentine. Đây là cái bộ đồ độc tài không gian. Thì chúng ta có thể thấy là cái bộ đồ này cộng với cả cái bộ mấy cái bộ đồ nữ tướng và quân vương mới ra thì nó cũng theo kiểu cùng một style. Dạo này thì bên Ga nào rất thích cái phong cách theo kiểu nửa cổ trang mà nửa hiện đại này. Đây là đầu mãnh sư, và cái đầu này thì đúng kiểu bánh khả luôn. Đầu này gọi là đầu bánh khả, anh em cho đeo con nhân vật Maxim đúng kiểu đầu bánh khả luôn anh em ạ. Đây là đầu bao cao su, à quên mất, đấy là đầu Poring. Đây là cái mũ kẻ sống sót, nhưng mà các bạn phải công nhận là cái đầu Poring trông nó rất là giống với cái công cụ đúng không anh em. Đây là cái đầu của đầu cơ bản, đây là đầu quỷ, và có mình quỷ kiếm dạ xoa, không hề đơn giản tí nào. Nói chung là một trong những người mà đầu tư ở trong game này khá là nhiều đây. Ok, chúng ta có bộ cái bộ đây là bộ đắt nhất, bộ vệ binh thiên hà, cũng như là có mình cái thằng hề ma mị. Bộ thằng hề ma mị này nhiều anh em đang kêu là cho quay trở lại, tại vì là trông nó rất đẹp và ngầu. Có đến mình đầu thỏ neon, cũng như có mình luôn là cái quỷ lửa của cái bộ đồ siêu nhân. Phải nói là anh chàng này chơi cái xưởng chế tác rất là chăm chỉ, nhưng mà chúng ta thấy là cái những cái đồ trang phục trong xưởng chế tác, những cái đồ đắt nhất trong xưởng chế tác thì gần đây đều có. Và một người mà đầu tư trong xưởng chế tác rất là nhiều, điều đây nó cũng giải thích tại sao mà số lượng vàng của anh ta có rất nhiều luôn. Đây là đầu hỏa vương, rất tiếc là không có đầu thánh vương, và hơi tiếc một tí nha, nếu mà có đầu thánh vương thì bộ sưu tập này nó sẽ hoàn hảo hơn. Đây là đầu cơ động rắn di, và bộ này từng có một thời được mệnh danh là bộ đồ chống hack, nhưng mà bây giờ chắc chắn nó sẽ không chống được nữa. Nó chỉ chống được một đợt anten đợt đầu thôi, nhưng mà sau đấy thì bây giờ mấy cái bộ đồ chống hack nó đi vào dĩ vãng rồi anh em ạ. Không ăn thua. Bây giờ hack của chúng ta nó lên một cái tầm cao rất là mới rồi. Đây là áo thích khách kim long, cũng như là áo huyết nguyệt, áo sát sống, rồi vua bảy đại dương. Thì cái bộ này cũng là một trong những bộ đầu tiên mà nó có khả năng che ba lô. Rồi đây là áo độc tài không gian này, rồi áo gì đây, đây là áo cái giao hàng siêu tốc. Cái áo giao hàng siêu tốc này nó
nó là một cái áo mà đặc biệt của nhân vật đó, nhân vật Maxim. Đây là áo sát thủ Bí Ngô. Và áo sát thủ Bí Ngô này, cái bộ này ra từ Halloween năm 2018. Thì đến nay nó là một thuộc dạng đồ khá cổ rồi. Nhiều anh em thì chỉ có cái đầu Bí Ngô thôi, chứ không có cả bộ sát thủ Bí Ngô luôn. Vâng, anh em chàng này có luôn cả cái áo disco. Vâng, đây là cái mùa rank. Anh chàng này có vẻ chơi rank khá muộn, mình giờ đến khoảng mùa 7 mới chơi. Đa số mọi người đến mùa 7 khi mà cái rank nó thay đổi, mọi người mới chơi nhiều và mới lên rank huyền thoại. Còn từ mùa 6 đổ về trước thì việc mà lên rank huyền thoại là một điều gì đó mà rất rất khó khăn trong Gaina Free Fire. Đây là cái chúng ta sẽ có áo từ thứ hai cho đến chủ nhật. Nói chung là cũng không có nhiều đồ đặc biệt cho lắm, mà cũng không cho mình đó là cái, cũng không có cho mình đó là cái quần nhà thám hiểm. Cái quần nhà thám hiểm nó là quần hiếm, nhưng mà hiện tại anh chàng này chưa có. Đây là quần quỷ lửa, rồi thì cái gì đây? Vâng, đây là áo Scotland, rồi quý ông cõi chết. Đồ đạc khá ngon lành, cành đào không hề đơn giản chút nào. Đây là quần sơn tinh, cũng như là cái đồ ông già Noel. Đây là quần phong cách, và đây là cái quần chiến binh không gian. Vâng, cái bộ này nó là bộ miễn phí thôi. Đây là quần Costa Rica, và đây là cái quần bóng đá duy nhất mà anh chàng này có. Chúng ta hãy cùng nhau chuyển qua đó là giày. Giày thì nói trước mà nó đi cùng với cả đồ đạc thôi, không có gì cả. Giày thì nó cũng đủ dùng thôi, nó như bình thường như con đường hộp sữa. Thì bạn này có vẻ như là từ cái ngày mà trúng iPhone X thì bạn đã có nhiều động lực để chơi Gaina Free Fire hơn. Thì không biết là trong cuộc sống thì anh em ở trong video của chúng ta đã từng trúng được một cái gì chưa. Tôi thì ngày xưa tôi chỉ trúng được mấy cái thẻ cào điện thoại đấy anh em ạ, chứ chưa bao giờ trúng được cái gì to, đừng nói là cái iPhone X. Và phải công nhận đây là một anh chàng rất may mắn. Thì anh chàng này cũng rất là mong muốn là được chia sẻ cái niềm vui của mình cho mọi người. Nhưng mà tôi nghĩ là đa số mọi người mà nghe chuyện là ông này trúng được cái iPhone X của Gaina thì chắc là thấy gato bằng chết. Vâng, tôi review cái ác này tôi còn thấy gato nữa là các bạn. Vâng, Eric cân 5, rồi đệ Eric, rồi cái gì đây, Simple Love, rồi Yêu Ánh, rồi Lê Văn Đạt. Bạn này đặt tên mấy cái con hơi lung tung. Vâng, gấu 15cm. Vâng, 15 tuổi mà đã biết đến quan tâm đến mười mấy cm rồi. Lạ thật sự. Và ảnh anh chàng này đang sử dụng ảnh của cái đầu khủng long. Vâng, trông nó khá là buồn cười, kiểu chibi. Rồi thì ba lô rồng đen, rồi thì dù phóng xạ, ván nanh cáo. Cái ván này của cái thẻ vũ cực mùa trước nhá, chứ còn mùa này thì nó lại không phải. Skin súng anh chàng này có khá nhiều luôn này. Vâng, có mình kim sư điểu này, có luôn cho mình đó là cái khẩu ngân hà gì đấy, rồi có mình luôn là khẩu thảm họa. Tôi nghĩ là dùng khẩu thảm họa thì tốt hơn là khẩu kim sư điểu nhỉ. Và anh chàng này thì có luôn khẩu ấy đúp mới, nhưng mà chỉ có 16 tiếng thôi, có lẽ là đầu tư quay thử phát nhưng mà không ăn thua. Có đó mình đó là cái khẩu đôi mắt tử thần M4, cũng như là khẩu M4 lửa. Đây là hỏa kỳ lân, cũng như là ca rồng lửa và ca tình yêu. Và ca tình yêu này nó là một trong khẩu bắn khá tốt nhưng mà nhiều anh em không để ý lắm đâu. UMP có khá nhiều và đang sử dụng đó, UMP quái thú. Tiếc là không có UMP nghệ sĩ tử thần luôn. Đây là khẩu G18 răn di, trong đó đây là M14. M14 có khá nhiều. MP5 thì cũng sử dụng đó, đôi mắt tử thần. Đây là một người chơi rất thích cái khả năng, chắc là rất là thích vuốt tâm. Và đó lý do vì sao mà sử dụng toàn những khẩu tăng tốc độ bắn. Đây là Scar cất titan, còn ở dưới là khẩu Scar công nghệ vàng. Thì bây giờ các bạn bấm vào các súng ấy thì nó sẽ có cái màu sắc các súng đấy. Ví dụ như súng tím thì nó sẽ có màu tím, súng màu vàng, màu cam thì nó sẽ hiển thị lên cái biểu tượng màu cam khi mà chúng ta giết được người. Rosa chỉ có Rosa Buya mà thôi. Đây là MP40 bích vàng, và đây cũng là khẩu duy nhất ở trong bộ MP40 tứ quý mà anh chàng này sở hữu. Có là mình MP40 ma mị, như là cơ khí, trong đó đây là cái chảo vàng. Đây là đao thiên hồ, SKS tử thần, SKS báo đốm này, rồi M249, rồi đây là K98K viễn tây, thợ săn biển. Và cái này giết người cũng có hiện hiệu ứng xịn luôn, mới kinh nhá. Đây là Famas thần khí bá nhật, và có mình khẩu bá nhật và khẩu thiên lôi. Có mình luôn cả Famas ma cà rồng, đó là khẩu tặng miễn phí đến từ Gaina Free Fire. Đây là Famas hàn băng, Famas hàn băng nhưng mà nó lại không giống M431 hàn băng tí nào. Đây là XM8 quái thú, có mình luôn Spas băng ngục và khẩu M60 rực lửa. Và ông này đầu tư game khá nhiều. Cái tài khoản này tôi nghĩ phải cỡ khoảng 30-40 triệu gì đấy, cỡ khoảng 40 triệu tôi nghĩ là như vậy. Đây là AN94 thảm họa. Anh chàng này có mua đầy đủ các cái thẻ vũ cực mà lại cũng có luôn cho mình đó là khá nhiều cái skin súng cần thiết. Vâng, chúng ta hãy cùng nhau đến với quân đoàn của anh chàng này để xem là quân đoàn anh chàng này có gì không ta. Vâng, đây là quân đoàn 19 idol. 19 là tỉnh nào anh em báo lại ở phía dưới cho tôi biết nhé. Vâng, Nam Cai Dù Khải Gây Mê. Vâng, toàn là những cái tên mà nghe nó rất là căng cực. Vâng, nghe tên rất căng cực luôn. Vâng, 19 Khải Gây Mê, Hà Trụ. Vâng, Hà Trụ, rồi thì có ông tên tiếng Hàn Quốc luôn kìa. Vâng, Mr. Sapau. Vâng, chắc là lại fan ở bên PUBG rồi. Tâm Idol, rồi thì Thủy HP Quỷ, với Yến Gây Ngu. Và bây giờ nhiều bạn nữ là tên buồn cười thật. Mà các bạn này mới có level 35 này.
Vâng, mới có level 35 ở trong game luôn. Level khá thấp, rồi đệ giòm, rồi 19 Doom. Nói chung là đây là một tài khoản mà tôi nghĩ là toàn những bạn rất là trẻ tuổi. Nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái quân đoàn này online rất đông. Số lượng người online là tận 15 người trên 50 người, tức là 1/3 quân đoàn này online luôn. Phải nói rằng đây là một quân đoàn mà có lẽ là họ hoạt động rất là tốt. Ok, và đó là cái phần review của mình liên quan đến anh chàng 19 năm cai dù, người cách đây 2 năm đã từng trúng được cái iPhone X của Gaia Navify. Và nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình, đừng quên để lại mình một like, một subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau. Bye bye.